hạnh các thánh. Ngày 23 tháng 4 năm 2023, Thánh George. Người ta thường vẽ hình Thánh George đang giết con rồng để cứu thoát một phụ nữ xinh đẹp. Con rồng tượng trưng cho sự giữ, người phụ nữ tượng trưng cho chân lý thánh thiện của Thiên Chúa. Thánh George là vị tử đạo can đảm đã chiến thắng sự giữ. Cuộc đời Thánh George thì đầy những huyền thoại đến nỗi thật khó để phân biệt thực hư. Người ta cho rằng Thánh George xuất thân từ Cappadocia thuộc Tiểu Á, là một sĩ quan trong đạo quân của Hoàng đế La Mã Diocletian năm 245 đến 313, và là người được Hoàng đế mến mộ. Lúc bấy giờ, Diocletian là người ngoại đạo và thù ghét Kitô giáo. Ông giết bất cứ Kitô hữu nào mà ông gặp. Thánh George là một Kitô hữu can đảm, một người lính đích thực của Đức Kitô, không sợ hãi. Ngài đến gặp Hoàng đế và nghiêm nghị quở trách sự tàn ác của ông. Sau đó ngài từ bỏ địa vị trong quân đội La Mã. Vì lý do đó ngài bị tra tấn bằng mọi cách khủng khiếp nhất và sau cùng bị chém đầu. Sự can đảm và hăng hái tuyên xưng đức tin của Thánh George đã đem lại niềm phấn khởi cho các Kitô hữu thời ấy. Nhiều bài hát và bài thơ đã được sáng tác về vị tử đạo này. Đặc biệt, các quân nhân là những người sùng kính ngài. Ngài được phong thánh năm 494. Đức giáo hoàng Gelasius tuyên xưng ngài là một trong những người mà tên tuổi thật xứng đáng để người đời kính trọng, và chứng từ tử đạo của ngài đáng để dâng lên Thiên Chúa. Thánh George được đặt làm quan thầy của nước An, Bồ Đào Nha, Đức Aragon, Genoa và Venice. Lời bàn: tất cả chúng ta đều có những con rồng để khuất phục. Nó có thể là sự kiêu ngạo, sự nóng giận, sự lười biếng, sự tham lam, hoặc bất cứ gì khác. Hãy biết rằng chúng ta chiến đấu những con rồng đó với sự trợ giúp của Thiên Chúa, và rồi chúng ta có thể tự hào mình là chiến sĩ đích thực của Đức Kitô. Lời trích: mỗi khi nhìn đến đời sống của những người đã trung tín theo Đức Kitô, chúng ta lại có thêm một lý do nữa để phấn khởi tìm kiếm thành thánh tương lai. Hiến chế tín lý về giáo hội 50.